Xin chào các bạn nha. Hôm nay là 28 Tết này. Năm nay làm ăn khó khăn quá. Thì hiện tại thì tiền thì hết, không có tiền về quê. Cả nhà cả cửa còn mấy đồng tiền này. Tết thì mừng tuổi cho các cháu. Thì con lợn này thì vừa mới nuôi được, đến hôm nay là được hơn 4 tháng. Định là để bao giờ cưới vợ thì mổ lợn, mời anh em chén rượu nhạt. Nhưng mà vì hiện tại không có tiền để mua vé xe về quê, với lại thì thịt lợn hôm nay cũng tăng giá, và gói bánh thì chưa có nhân, nên thì chả mấy khi mình nuôi được lợn nhà thì mình phải làm thịt em nó thôi. Thật ra thì không biết trong này được bao nhiêu, mình thì cũng không có tiền, nên là những cái đồng tiền này là những cái đồng tiền mà thi thoảng mà hôm nào những ngày mình không đi bia rượu với anh em được. Tại vì mấy tháng vừa rồi mình cũng hạn chế không đi ăn uống nhậu nhẹt được với mọi người, thì mình quyết định cứ hôm nào mà mình bận không đi được thì mình hút vào đây một ít. Định là mình cũng không làm thịt em nó đâu, nhưng mà năm nay làm ăn khó khăn, lương thì chưa có. Tiền thưởng Tết thì thôi, cái tiền thưởng thì mình cũng không dám nói ra. Thì nó được bao nhiêu thì được. Thì bây giờ mình quyết định làm thịt em nó. Trong này được bao nhiêu? Ba mươi bảy nồi bánh chưng rồi. Hôm nay mình mới mua con lợn. Tiếc các bạn ạ, 3 tháng trời nuôi lợn, hôm nay làm thịt em nó, lợn chưa kịp lớn. Chắc tháng mấy tháng vừa rồi mình cho ăn bột tăng trọng, không biết là lên được bao nhiêu. Thôi mình quyết định đập nha. Biết được bao nhiêu không? Nhiều khá, chắc tiền mua thịt lợn, gói bánh chưng, với lại mua vé xe về quê ăn Tết với thầy U. Không biết được bao nhiêu lần này. Bây giờ mình sẽ xếp lại xem là được khoảng bao nhiêu các bác nhé. Ngày Tết thì xe lại tăng giá. Bình thường về nhà mình có 120.000, nhưng mà Tết này nó cái xe nó lên tận hơn 200. Mà tiền thì hết, cả nhà cả cửa cũng đã hoàn toàn tiền lẻ. Wow, cũng được khá khá quá.
37 nồi bánh chưng rồi. Mình mới nuôi được con lợn, mới nuôi được em nó có hơn 4 tháng trời. Từ bé đến lớn chưa biết nuôi lợn là gì. Được đồng nào cứ toàn đi từ thiện cho mấy mấy cửa hàng bia rượu nhậu nhẹt, nên là bụng càng ngày nó cứ càng to ra, mà tiền thì không có thấy đâu cả. Người ta bảo bụng to thì tiền nhiều, nhưng mà bụng to thì không thấy tiền đâu. Tiền 100, tiền 100 này. Chưa kịp lớn đã phải lập thịt em nó. Muốn thịt lợn ngon thì mình phải nuôi 1-2 năm trời lợn mới ngon, nó mới săn chắc. Còn đây mình mới nuôi được hơn 4 tháng đã làm thịt rồi thì chắc là thịt nó chưa được ngon đâu. Nhưng mà thôi thì ngoài chợ thì thịt lợn nó tăng giá, mình đành làm thịt lợn nhà vậy. Mà không làm thịt thì bánh chưng không có nhân. Thời buổi này bánh chưng nhân hành, thời tiết nắng nôi thế này thì nhanh hỏng lắm. Nhiều tiền 50 thế nhỉ? Còn tiền 50 nữa các bạn. Chắc cũng không được bao nhiêu đâu. Chắc cũng đủ mua được 2 quả giò lợn và giò bò với ít thịt lợn ba chỉ ngon để làm nhân gói bánh chưng. Còn lại đâu thì hết rồi các bạn. Còn lại đâu thì cái tiền mua vé xe về quê. Đây là một năm mà không có tiền về quê, đi xe về xin tiền thì cũng ngại quá. Mình đếm luôn cho được bao tiền nha các bác nhé. 22.400. Được
25 triệu 800, đây 5 triệu hơn đấy. Ôi, có hơn 20 triệu các bạn, gần 30 triệu này đủ tiền mua thịt làm nhân bánh rồi. Đấy, mình nuôi được em nó được hơn 4 tháng. Tính ra thì mình bắt đầu nuôi em nó là từ tháng 8, mình nhớ không nhầm là sau sinh nhật mình, là sinh nhật mình là 12 tháng 8. Thì qua đấy khoảng một thời gian thì mình bắt đầu quyết định nuôi. Thì hôm nay là 20 tháng 1, thì cho là 20 tháng 8 mình bắt đầu nuôi đi. Tháng 9, tháng 10, tháng 11, tháng 12, tháng 1, được 5 tháng các bạn. Thôi, được 5 tháng. Thôi, đây cũng là video đầu tiên của mình quay về cách nuôi lợn của mình. Mình cũng mong là qua năm mới mình để tiếp tục mua một em lợn về mình nuôi tiếp, để mỗi năm mình lại một lợn để mình lấy tiền mình mua mình làm nhân bánh. Thôi, xin chào các bác nhé, bye bye.